Thị trấn Nghi Xuân cũng vừa tổ chức lễ phát động xây dựng đô thị văn minh năm 2019, dự lễ và tham gia trồng cây đầu xuân có các đồng chí Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Trần Trọng Hồng, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy và các ban ngành cấp huyện. Với mục tiêu xây dựng thị trấn Nghê Xuân xứng tầm với trung tâm kinh tế chính trị của huyện Nghi Xuân. Ngay từ đầu năm 2019, cấp ủy chính quyền địa phương đã đề ra nhiệm vụ cũng như các giải pháp đó là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và người dân về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xây dựng đô thị văn minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu từ đó động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ đóng góp sức người sức của để xây dựng đô thị văn minh chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế trong đó chú trọng phát triển thương mại dịch vụ thực hiện đồng bộ trên tất cả các nhóm tiêu chí ưu tiên nâng cao thu nhập cho người dân phần đầu cuối năm 2019 có 50% tổ dân phố văn minh, 40% đường giao thông có bờ rào xanh. Trong năm 2019, thị trấn Nghi Xuân tiếp tục huy động mọi nguồn lực, tiến hành nâng cấp hệ thống đường giao thông. Phần đầu đến cuối năm 2019, toàn bộ 100% tuyến đường giao thông đạt chuẩn. Ngay sau lễ phát động, thị trấn Nghi Xuân đã tổ chức cho nhân dân trên địa bàn đồng loạt gia quân láng lề đường, làm mương thoát nước khu dân cư, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa tổ dân phố giao cho các tổ chức đoàn thể, quản lý và phát triển các tuyến đường xanh sạch đẹp, phần đấu xây dựng các tuyến đường hoa,